Chiều ngày 11 tháng 10, Hội đồng thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, do Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc. Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Mỹ với các nội dung cụ thể căn cứ vào nội dung phụ lục thang điểm kiểm tra của ngành tham mưu chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Có thể thấy trong năm 2023, Đảng quỹ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn đoàn kết thống nhất, tập trung quán triệt, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương theo chỉ tiêu đề ra phát huy tốt vai trò tham mưu cho đảng ủy, ban chỉ huy quân sự thành phố thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng, tập quấn, huấn luyện đúng kế hoạch an toàn, công tác xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, quản lý chấp hành kỷ luật có chuyển biến đi vào nền nếp, công tác phối hợp giữa ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng theo nghị định 03, nghị định 02 của chính phủ có hiệu quả thực hiện tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng cơ quan đơn vị, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu cần kỹ thuật, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan đơn vị năm 2023, từ đó làm cơ sở tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.